Đây, cái này lô gốc. Lô gốc phát tài lá sạp vàng nha các bạn. À, còn 4 triệu ha. Bạn thấy lá vàng ống đẹp không? Cây này chuẩn lá sọc vàng nha các bạn. Hoành eo thì nó chỉ 60 thôi, nhưng mà hoành củ đế là phần nổi đó nha, chứ không có tính rễ nha. Và nó 100 á. Thấy củ không?